Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì bên trang trại mình giới thiệu mọi người đây cây giống mít Thái siêu sớm nhá mọi người nhá. Đấy. Hàng bên mình vừa về, cây rất là đẹp. Đấy. Mọi người nhìn này. Cây thì gốc rất là mập nhá mọi người nhá. Lá thì nên rất là xanh đẹp đây. Mọi người nhìn này. Đảm bảo với mọi người là giống chuẩn nha, mít Thái siêu sớm. Mọi người trồng từ 18 tháng nó bắt đầu có trái rồi. Cực kỳ là nhanh có trái. Đấy. Cây thì mọi người nhìn này, rất là đẹp, rất là mập. Đấy. Mình có gửi hàng toàn quốc nha mọi người nhá. Đấy, mọi người kiểm tra hàng, nhận hàng, kiểm tra hàng đúng như hình mình quảng cáo đây. Đấy. Cây rất là đẹp. Xanh mướt mượt mượt luôn ạ. Đấy, mọi người có nhu cầu mua cây thì có thể liên hệ cho mình nhá. Số điện thoại của mình là 0988 630 871. Mình ở Gia Lâm, Hà Nội nhá, mình có gửi toàn quốc. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người nhá.